Michael Phan Lê. Ở Việt Nam, tôi nghe tin là ông Trịnh Tinh Thông đã... Lê Tinh Thông. Lê Tinh Thông, ông Lê Tinh Thông đang quảng cáo để quyên tiền. Ok. Để giúp cho gia đình của anh Michael Phương Nguyễn. Ok. Chị Phùng Tệ Châu có ý kiến gì ạ? Ồ, thì bây giờ, thưa tôi là một nhân chứng, thì cách đây vài ba hôm, tôi nghe trên đài Little Sài Gòn Radio, ông Lê Tinh Thông cũng có kêu gọi là ủng hộ gây quỹ cho cuộc đấu tranh chống tự do dân chủ ở bên nhà. Ông không nói tới tên Michael Nguyễn, và ông họ đứng ra tổ chức một cái cuộc xổ số. Xổ số là vé số độc đắc thì như cái xe hơi đó, rồi vé số thứ hai thứ ba là đâu cũng một cây vàng, hai ba cây vàng gì đó. Và có ba người phụ trách trong cái vấn đề đấy. Thì người đầu tiên là xin liên lạc là với ông Lê Tinh Thông ở số điện thoại gì đó. Người thứ hai là ông Lê Đức Thuận, Lê Nguyễn Đức Luận, số điện thoại bao nhiêu đó. Và một người thứ ba thì tôi quên tên. Nhưng mà ông Lê Tinh Thông à, ông Nguyễn Đức Luận này, không biết Phùng Tuệ Châu chứ. Các ông là người của Thiên Chúa Giáo, Chúa Giê-xu, Chúa Kitô dạy chúng ta dạy yêu thương và hòa bình. Trong khi Việt Nam bây giờ đang hòa bình, tại sao các ông lại muốn lại dở trò có chiến tranh, khi mà các anh đi ngược đường lối của Chúa Kitô, các ông sẽ xuống địa ngục, các ông không lên được thiên đàng đâu. Bây giờ nghĩa là anh Song Phượng đã khơi mà đó, tôi xin mời anh tiếp tục. Mình không trả lời làm sao với Lê Tinh Thông và Nguyễn Đức Luận. Để bác Phương trả lời trước. À, tôi thấy cái việc đó thì bây giờ mình có nói, mình có nói đi nữa thì nó cũng đến thế. Là mình phải nói. Là cái đường nói. Cái đường lối của nước Mỹ. Mà thứ nhất là cái anh Michael Phương Nguyễn, anh Michael Phương Nguyễn đó, anh phạm tội đã thấy rõ ràng rồi, người ta có bằng chứng rồi. Thì nó bây giờ có tòa đại sứ Mỹ hay là tòa đại sứ của nước nào có làm cái gì chăng nữa, cái sự thật nó cũng đã ra đó rồi, không có cái gì mà có thể bảo là phải thả cho anh ngay tức khắc. Nếu mà người ta thả ngay tức khắc anh vô tội là người ta đã thả từ khuya rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ. Là bây giờ là anh phạm tội như thế nào, đã vi phạm cái luật lệ của Việt Nam như thế nào, thì đã bây giờ nước Mỹ hay là anh là quốc tịch Mỹ, rồi có đại sứ Mỹ hay là bộ trưởng bộ ngoại giao Mỹ cũng không thế nào mà đưa miệng vào đâu mà can thiệp được. Bây giờ luật là luật, anh phạm ở nước người ta thì người ta có quyền giữ anh. Đúng rồi. Cho đến lúc nào người ta xét ra, người ta thấy rồi anh có phần nào nhận cái tội và có thể là đưa ra tòa xử anh nặng hay nhẹ là tùy theo cái sự ăn năn hối cải của anh đó. Anh có nhận tội với cái đàng hoàng hay không, chứ có thể nhà cũng như anh Michael William Nguyễn gì đấy thì cô đó, anh bị bắt vô, mặc dù công an hay là ai làm những việc an ninh đó, nghĩa là nó khiêng ổng bốn người, hai người hai tay, hai người hai chân, nhưng mà cuối cùng rồi vào công an thì người ta thấy anh này chỉ là trẻ con, bốc đồng, thấy người ta biểu tình thì tưởng đâu là chuyện này là chuyện chơi dễ ăn lắm, nhà vô mà không ngờ lãnh cái thẹo đấy. Thành ra rồi thì nó sẽ xét anh bình thường thôi, anh cũng ăn năn, nghĩa là hứa sẽ không nghĩa là không phạm tội nữa, thì thôi thì ta cho anh về thôi. Thì đâu có cái gì đâu mà về đây rồi là phải đưa ông lên là kêu ca rồi ảnh là anh hùng, làm như là anh đứng ra chuyên môn về chống cộng mà gọi là ông anh hùng. Mà ông bác sĩ nào ở bên Texas á, gọi ông là nghĩa là một người anh hùng, you are the hero. Thì có cái gì đâu mà anh phạm tội trên nước người ta rõ ràng, nhưng mà người thấy anh là cái con tép diêu không đáng gì nên thì người ta tha cho làm phúc thôi, chứ có cái gì đâu mà phải có gì là phải tội tình rồi lên máy bay rồi đưa cái mặt ra cười rồi đưa hai ngón tay thế này như là ta là người chiến thắng cái gì. Người ta bắt được mình rõ ràng có tội, người ta không giam mình là chứng tỏ là người ta là một nước luôn luôn khoan hồng, lấy cái sự đàng hoàng, cái sự rộng lượng. Mình có cái câu gì lấy chính nghĩa xóa hận thù gì đó. Thì thôi thì cái là
kể ra anh làm cái chuyện đó là cái trò trẻ con, đâu có cái gì đâu mà phải căm thù anh. Anh đều vui đâu thì làm đó chứ, chẳng có một chút gì gọi là chống cộng hay là không chống cộng ở trong đầu óc anh cả. Thì người ta tha thôi. Còn cái anh này thì là vợ con rồi kêu, rồi là kêu tới các cái người dân biểu của cái quận hạt mà anh ở, rồi kêu gọi tới Bộ Ngoại giao, kêu gọi tới Thượng viện Hạ viện Hoa Kỳ, rồi lại có thêm mấy ông thượng nghị sĩ hay là dân biểu tiếp vào, thì cái tội nó cũng vẫn là tội thôi. Chừng nào người ta xét thấy anh đợt vì thế thôi, chứ cũng anh cũng chưa làm hại cái gì cho đất nước, thì có thể người ta cũng có thể tha anh vậy. Còn nếu anh có tội, anh mang tiền bạc, anh mang về anh tổ chức, anh mang súng đạn về, anh làm việc này việc nọ, thì xét theo cái tội đó có thể tha thứ anh như thế nào. Và nếu mà phải phạt để làm gương thì cái chuyện đó là chuyện quyền của Việt Nam. Lãnh sự quán lấy cái gì để mà đứng ra can thiệp? Bởi vì ngày nay lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam không phải là một ông quan thái thú, nghĩa là không phải là một ông toàn quyền Việt Nam như là thời Pháp hay là toàn quyền Đông Dương để mà giải quyết cái đó. Bây giờ thưa, nước Việt Nam đã độc lập, nghĩa là 70 năm nữa rồi, không còn một ông thái thú Tàu hay Tây hay Mỹ gì mà có thể nắm đầu được Việt Nam, bảo Việt Nam làm cái này hay là Việt Nam làm cái khác. Thế nên xin nhớ là Việt Nam bây giờ là một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, tự do dân chủ đã hơn 70 năm rồi. Cảm ơn anh Bắc Phương nói và chị Phùng Thị Châu. Tôi có ý kiến như vậy. Đây cũng là một cái hay khi mà người Việt hải ngoại gom góp tiền để kiếm luật sư bào chữa cho anh Michael Phương Nguyễn, họ sẽ mướn luật sư ở Việt Nam và họ sẽ đi qua những cái tiến trình dân chủ, luật pháp của nước Việt Nam để họ xin khoan hồng cho anh Michael Phương Nguyễn này. Cũng là một cái hay, họ đi vào cái con đường tự do dân chủ của Việt Nam, con đường pháp luật, con đường pháp trị, để tất cả những người dân nào đã phạm tội ở Việt Nam, họ cũng phải đi qua tòa án của Việt Nam. Đây là nhà nước có chủ quyền, độc lập, tự do và theo pháp luật. Thành thử ra đó cũng là một cái điều hay. Họ có thể kiếm những luật sư để xin bào chữa và để xin khoan hồng. Và đến một mức nào đó thì cái sự quyết định đó cũng là cái quyền của nhà nước Việt Nam thôi, chứ không phải là một ông thái thú ra lệnh phải thả ở cái xứ Việt Nam Cộng Hòa xa xưa thời đó, khi mà những người Mỹ bị phạm tội ở Việt Nam chẳng thấy xét xử gì, chỉ việc đem về Mỹ thôi. Đây là sự khác biệt ở giữa một nước độc lập tự do pháp quyền và một nước bị trị, khi mà những người lính Hoa Kỳ đã phạm pháp Việt Nam, họ không bị xử ở nước Việt Nam mà họ lại đem về nước Mỹ. Đây là cái sự khác biệt giữa một nước độc lập tự do và một nước đang ở dưới chế độ bị trị. Anh Cường có ý kiến? Dạ, thưa anh có. Thưa, cái chuyện này thì tôi chỉ được có một cái nhìn về một người làm trong hệ thống tội phạm của Hoa Kỳ. Bây giờ mình nói căn bản thế này nhé. Ông Michael Phương Nguyễn á, ông ở Santa Ana, mà thí dụ ông xuống San Diego của mình á, cách nhau khoảng chừng 120 mai, ông làm một cái tội gì, ông bị cảnh sát San Diego bắt lại bỏ vào trong tù, còng lại bỏ vào trong tù. Ông ra tòa án San Diego. Dạ. Rồi còng lại bỏ vào trong tù đó. Thì nếu mà cô vợ hay là anh em hay là người nào á trong nhà mà sốt ruột về ổng á, thì lúc đầu tiên mà vừa nghe được cái tin đó thì cái chuyện đầu tiên mà cố phải làm tức là có chạy xuống San Diego quay thử quay câu chuyện như thế nào, cần beo hay là cần thế nào, hỏi nó cho nó ra, chứ không phải là buổi sáng hôm sau ra ngoài họp báo đòi cảnh sát San Diego thả ông chồng ra.
đâu làm được cái chuyện đó đâu. Không, vì cho tôi nói một chuyện vui đó. Nếu mà bà xuống San Diego hả, mà bây giờ ông chồng bị giam rồi thì chắc bà phải đi tìm ông Peter Melbourne. Không, tìm Melbourne để thả ra. Chuyện đầu tiên là mình phải làm như vậy chị. Căn bản nhiệm vụ của những người ruột thịt anh em trong nhà là điều phải làm như vậy. Người thân của mình bây giờ đang hướng vào vòng lao lý ở một cái nơi nào xa lạ, Santa Ana xuống San Diego 120 mai, mình phải đi, mình lái xe 2 tiếng đồng hồ thôi nhé. Bây giờ mình thử tưởng tượng người chồng mình đang mắc vào vòng lao lý ở một cái nơi rất là xa. Tôi nói không xa đến Việt Nam, tôi nói là mắc vào vòng lao lý ở bên Tijuana, Mexico, thành phố ngay bên cạnh thành phố San Diego. Năm 1996, 4 người nhân viên văn phòng của tôi mắc vào vòng lao lý ở Tijuana, giam ở trong cái tù, nhà tù, là Penitentiary. Tôi nhớ mãi chị, họ là nhân viên của mình thôi. 8 giờ tối tôi nhận được cái điện thoại từ sở cảnh sát của Tijuana, nói là 4 người nhân viên của ông bây giờ hiện tại đang ở trong nhà tù. Chỉ là nhân viên thôi nhé. Tôi một mình một cái xe, tôi kêu một người Mỹ đi với tôi, mình phải qua bên đó, đó là nhân viên của mình. Mà tôi làm ở ngay dưới đâu nào đây nè. Dân biểu nghị sĩ là nó đi ăn cơm là mỗi ngày. Mayor thống đốc đi xuống. Tôi đâu có dám đứng đây, tôi kêu mấy ông ra bắt thằng kia thả nhân viên tôi. Đừng có nói tới Việt Nam anh, nói tới Mexico, nước Tijuana này anh à. Đi, lái cái xe 5 phút là qua biên giới. Không, ông kêu luôn thôi, mẹ nó bắt nó giam luôn ông. Bắt cả tôi anh đây. Mà tôi không thể tưởng tượng được là cô vợ đúng mới rồi. Gần đấy nhất này bà đi ôm ông Ed Roy. Đúng rồi, ôm rồi. Mà thế này này. Chồng kỳ quá, chồng không được. Ngoại trừ trường hợp là ông Michael Phương Nguyễn khi về đó đã căn dặn rằng những người ở đây nếu tôi bị bắt thì phải làm như thế này, tại vì cái người tỉnh táo, người đàng hoàng, người có trách nhiệm sẽ không bao giờ làm cái việc như thế này. Thôi mình ngừng ở đây. Tôi nói thêm với tất cả mọi người là khi mà ông Michael Phương Nguyễn bị bắt thì đã có những cái tăng chứng. Khi mà có những tăng chứng đó đã được nêu ra thì cũng cái trường hợp ông Michael Phương Nguyễn mà đem làm ở nước Mỹ hô hào lật đổ chính phủ Hoa Kỳ, yes, thì các bạn sẽ, yes, nghĩ gì, cái gì sẽ xảy ra cho anh Michael, yes, Phương Nguyễn, yes. Chỉ trong vòng 1 phút là ông cổ Michael Phương Nguyễn có thể bị 100 viên đạn nó bắn vào người rồi. Và tệ lắm là nó đã nhốt ông đi vô trong tù tức khắc. Thì đem cái trường hợp này nói ra thì mới thấy là nhà nước Việt Nam mình khoan hồng lắm, rất là nhân bản, rất là nhân đạo, đã đem anh này ra tòa để tìm hiểu và đem pháp luật ra để trừng trị anh theo pháp luật của nhà nước Việt Nam. Cái này là cái nhân bản của nhà nước Việt Nam. Chứ các bạn thử tưởng tượng bất cứ ai ở nước Hoa Kỳ này mà tuyên bố lật đổ chính phủ Hoa Kỳ, cái lời đó vừa nói ra khỏi miệng, yes, là có thể bị ăn đạn và có thể bị còng ngay tức khắc, chứ không phải là khơi khơi đi ra ngoài đường như tất cả những người dân khác có thể làm được cái chuyện như vậy. Các bạn phải hiểu cái sự giới hạn của sự tự do. Anh tới nước tôi tiếp đón anh là một du khách, anh đi chơi, đó là rất là tự do, không ai đụng đến anh hết. Nhưng mà khi anh tuyên bố tôi sẽ lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam, cái này nó trở thành một cái tội phạm của những người đã khuấy động, kích động để chống phá nhà nước Việt Nam. Đây là một cái tội hình sự chứ không phải còn là một cái tội vớ vẩn. Cũng cái tội này mà đi làm ra ở nước Hoa Kỳ, bạn sẽ thấy cái người đó bị tội nặng như thế nào. Đó là một nước Mỹ là một nước rất là văn minh, dân chủ, nhưng mà bạn không thể nào tới nước Mỹ này bạn tuyên bố tôi lật đổ chính quyền Hoa Kỳ. Cái chuyện đó sẽ không xảy ra. Và đây cũng là một bài học cho những người Việt Nam ở Hoa Kỳ. Đừng có khuấy động ở bên Việt Nam biểu tình chống phá nhà nước. Cái hậu quả nó sẽ nặng lắm. Khi bạn khuấy động, kích động
chống phá nhà nước Việt Nam và bị bắt, cái hậu quả ở tù có thể 10, 15 năm, 20 năm, tùy những tội trạng, tùy những cái gì bằng chứng khi mà họ tìm thấy được trên cái con người của cái người đi biểu tình đó. Thành thử ra cái trò mà hồi xa xưa họ nói bị bắt ở Việt Nam thì trừng vòng 24 tiếng đồng hồ, nhà nước Việt Nam được sự can thiệp bởi tòa lãnh sự Hoa Kỳ là được thả, cái chuyện này sẽ không có nữa. Đây là một bài học chung cho tất cả những người quấy động, kích động, chống phá nhà nước Việt Nam. Đây là bài học, không còn là một cái trò chơi để bạn ở bên Mỹ này, bạn ăn welfare, bạn không có chuyện gì làm, rồi bạn kích động biểu tình. Cái đó phải dẹp. Bạn muốn thay đổi nước Việt Nam tốt đẹp hơn, bạn có nhiều chuyện phải làm lắm, chứ không phải cái chuyện bạn đi cốc điện chống phá. Nhà nước Việt Nam rất là rộng mở để đón những con dân Việt Nam về giúp nước, làm những chuyện hữu ích cho tổ quốc nước Việt Nam. Nhà nước Việt Nam sẵn sàng. Còn nếu mà bạn đến nhà nước Việt Nam để bạn chống phá, chống đối, để làm mất an ninh trật tự của nước người dân Việt Nam, thì bạn sẽ phải đụng phải cái sự chống phá, chống lại của nhà cầm quyền, và công an Việt Nam sẽ bắt bạn. Đây là một cái khởi đầu cho cái tòa án Việt Nam kết án những người Việt Nam chống cộng quá khích đã đến Việt Nam hành những hành động ngu xuẩn như vậy, sẽ có những cái hậu quả. Và đây là một bài học. Bạn đừng có nói là chính phủ Mỹ sẽ can thiệp. Chính phủ Mỹ sẽ không can thiệp cho bạn, vì đây là một cái tội nghiêm trọng mà chính phủ Hoa Kỳ đang muốn làm thân với nước Việt Nam, đối tác toàn diện thân với Việt Nam. Họ không thể nào bỏ cái nền ngoại giao của họ với Việt Nam để đi lấy Mỹ Anh, một anh Việt Kiều phá quấy lộn xộn ở Việt Nam mà làm mất đi cái tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cái chuyện nó sẽ không xảy ra. Và anh Đào Minh Quân cũng như cái nhóm chống cộng ở bên Hoa Kỳ phải hiểu, nước Mỹ đã bắt tay toàn diện với Việt Nam, giao lưu song phương toàn diện với Việt Nam, không có lý do gì nước Mỹ sẽ bênh Mỹ Anh để làm những trò quấy phá Việt Nam như vậy. Đây là trò hề Mỹ Anh làm, nó không mang lại lợi ích gì. Vâng, để tiếp lời anh Trọng Phạm, là một phụ nữ, tôi cũng thông cảm cái hoàn cảnh của bà vợ ông Michael Phương Nguyễn. Cho nên tôi là người đã từng đi về Việt Nam nhiều, tôi đã từng tiếp xúc với nhà nước Việt Nam, thì tôi có một lời khuyên gửi đến bà. Chuyện bà đi nhờ ông thượng nghị sĩ này, ông thượng nghị sĩ kia cũng được, ok. Nhưng bà nên nhớ rằng mặc dầu ông chồng bà có quốc tịch Mỹ, tuy nhiên ông chồng bà vẫn còn là một công dân Việt Nam, bởi vì khi mà ông gia nhập quốc tịch Mỹ, ông chưa hề ông tuyên bố là tôi từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Vì vậy, ông vẫn là một công dân Việt Nam. Đó là theo luật pháp mà tôi hiểu nha. Hơn nữa, ông lại vi phạm cái tội phạm đó trên đất nước Việt Nam. Cho nên, ông sẽ được xét xử bởi tòa án Việt Nam. Sau đó thì có thể là nhờ ông dân biểu, ông thượng nghị sĩ nào đó can thiệp để trục xuất ông ra khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, cái hay nhất, bà nên nghe lời tôi đi. Bà đi về Việt Nam, dẫn 4 đứa con gái, đi gặp ông thứ trưởng về người Việt Nam ở nước ngoài, gặp ông và xin ông can thiệp với nhà nước Việt Nam, với lại tòa án Việt Nam, để cho ông chồng bà được xét xử sớm. Sau đó mình lại trở về Mỹ, mình nhờ Hoa Kỳ can thiệp để trục xuất ông ra khỏi Việt Nam. Cái đó là hay nhất. Chứ đừng có nên mà cứ ở Mỹ mà ngoan cố là phải thả chồng tôi ra ngay, chồng tôi ra ngay, không được. Luật pháp của Mỹ có luật pháp của Mỹ, nhưng mà ông chồng bà phạm tội trên đất nước Việt Nam thì ông chồng bà phải bị xét xử theo luật pháp Việt Nam. Và nên nghe lời tôi đi, đi về Việt Nam tiếp xúc với ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách về người Việt Nam ở nước ngoài và xin nhà nước khoan hồng. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là hay nhất để ông chồng bà sớm được ra tòa, sau đó là xin được trục xuất. Thưa chị, chỉ nói cái chuyện này, giờ mình nói thêm một chút xíu đấy. Cách đây 2 tuần thì mình ở Việt Nam mình có một vụ án là hai người Việt Kiều Việt Nam quốc tịch Hoa Kỳ bị kết án 14 năm từ nước Mỹ về dưới cái phong trào của Đào Minh Quân. Đúng rồi, thì đấy. Thì họ nói là 14 năm, như vậy có nghĩa thế nào? Thì ông Đào Minh Quân thì
cái văn phòng của mình ấy thì văn phòng của mình là 5835. Cái văn phòng vốn năm 2017 ông mở ra là 5925, tức là có mấy cái cửa thôi mà. Thì cái chị mà Andrew Phan. Thì là mình biết chị qua ông chồng. Mình biết chị được 10 năm, hơn lâu lắm rồi. Mình rất quý ông chồng. Thì sau đó thì chị lại mở cái tiệm bán quần áo cưới cho Việt Nam. Mình chỉ rồi lâu lâu mình cũng qua mua này mua kia rồi để kiếm ảnh, tại mình thích. Rồi đến sau này rồi không kiếm được ảnh nữa thôi mình không qua nữa. Nhưng mà cái chị đó là lúc mà chị, tại vì từ cái tiệm chị mà đến cái văn phòng mình thì cũng chỉ có mấy cái cửa thôi. Thì thế này là ông Đào Minh Quân thì ông đẹp trai, ông đi ông chụp hình rất là đẹp, bao giờ cũng có những người rất đẹp. Không, anh Phương ơi, tôi không đồng ý, bởi vì khoan đã cho tôi nói câu, Đào Minh Quân đã tới nhà tôi để biểu tình rồi. Okay. Tôi thấy mặt gà mái, trông như là con gà mái gà chết. Tôi cũng mê đó. Không, chị là phải nói mặt gà sống. Mặt không, gà mái. Thôi giờ mình không nói. Thấy mét. Ok, thì bây giờ thôi mình nói chuyện đó, mình nói thêm. Ông bảo là không có sao, đi về Việt Nam đi. Có làm, có bị bắt đi nữa đó, thì cũng chỉ trục xuất thôi. Đấy là cái bài học của những người Việt Nam mà đấy. Mà tất cả mọi người mình, anh nói chuyện với Mai Cô Phương Nguyễn là vậy. Mình đi xin cho chồng mình thì có sao đâu. Thế là đại khái là ông được mình, mấy người mà đánh nhau ở Việt Nam thì được giáo dục ở bên này. Là nếu mà Việt, bị bắt ở Việt Nam thì họ sẽ chỉ phải trục xuất thôi, chứ họ không dám làm gì đâu. Mình quốc tịch Mỹ rồi. Quốc tịch Mỹ rồi. Nhưng mà nếu anh phạm tội một cách rõ ràng thì người ta vẫn làm được. Cái đó là chuyện Việt Nam, nhưng mà tôi nói chuyện ở bên này. Tôi nói chuyện người bên này nè. Chuyện bên này, cái rủ rỗ. Việt Nam mình thì không nói chuyện này. Ông không sao đâu, đi về và bắt họ cho phải trục xuất, họ không có dám làm gì Việt Nam cả, tại vì Mỹ ủng hộ mình. Đại khái như vậy là cái chuyện này. Thì thế này, ông giúp một cái là ok, người ta sẽ trục xuất, nhưng mà sau khi phải thụ cái án đó rồi người ta mới trục xuất đi. Mà không phải là lần đầu tiên, trước đó là ông bao nhiêu ông ở tù rồi, ông thì quốc tịch này quốc tịch kia rồi, sau đó thì họ sẽ trục xuất. Mà tại sao là có những người mà họ nói như vậy mà có người tin như vậy chứ? Nó là có điều mà rất là đáng tiếc. Tôi nghĩ là cái chuyện ông Michael Phương Nguyễn này chỉ cũng đại khái như vậy, không có sao đâu, đi về đi, đánh nhau đi rồi sẽ cho phải trục xuất. Đó là cái điều mà rất đáng tiếc cho Việt Kiều mình ở đây. Mình có một cái nhìn về Việt Nam, mình nhìn một ánh mắt rất là khó chịu. Mình hằn học. Mình nói về Việt Nam, mình nói một câu rất là nặng nề. Và mình nếu có làm được điều gì cho Việt Nam thì mình làm hành động rất là đáng xấu hổ. Chẳng thà những người đi nổi loạn Việt Nam mà đến từ ngoại quốc, chẳng thà nó đến từ ông Mỹ trắng, ông Mỹ đen, ông Mỹ mễ, ông Trung Quốc, ông Đài Loan, muốn ông nào thì muốn, mình không có sốt ruột chăng? Mình không có lấy gì xấu hổ. Đúng. Nhưng mà nó đến từ những người Việt Kiều ngoài này, mà tất cả từng người với đó ở đây, họ chỉ có thể có được ở đây là nhờ chiến tranh Việt Nam đã giải quyết rất là tốt. Và mức sinh sống, mức sinh hoạt của người Việt Nam, tình bang giao giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, từ một kẻ tử thù năm 1975, thưa anh, bao giờ phải nhớ như vậy. Ông nhìn cái kẻ tử thù nó cư xử với nhau bây giờ hiện tại thì ông hiểu. Từ cái mức độ tệ nhất của giam hảo là kẻ tử thù, đến bây giờ Việt Nam cố gắng nâng cấp từng ngày một để mới có được ngày hôm nay. Để có được ngày hôm nay thì để làm chi vậy? Để cho mấy ông Việt Kiều ngoài này bao nhiêu cái chuyện dễ dàng cho ông. Từng người chúng mình ở đây từ năm 1975 đến năm 2015 đến năm 2018, sự hiện diện có mặt mình ở đây là tất cả đều nhờ những các hồng phúc của quốc gia mình. Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt và người Cộng sản họ cố gắng họ xây dựng hòa bình để cho con dân của họ là có kể cả mấy ông này nữa. Đáng lẽ ra là mình phải biết ơn, nhưng mà đây họ không dám đâu, mình hiểu mà. Không ai dám biết ơn đâu. Mình đến đây là tại vì nhờ ông Phan Kỳ Nhơn, nhờ ông này, nhờ ông kia, chứ còn không bao giờ nói như vậy. Bởi vì anh vừa mới nói, xin lỗi. Anh cầm tôi đây. Anh cho tôi thêm thôi. Ý kiến là biết ơn anh, John McCain. Ok. Ông là người đã hỗ trợ Việt Nam, ông là người đã vận động với Quốc hội Hoa Kỳ để đem cái chương trình hát tôi sang đây. Cho nên các anh qua được bên này là các anh phải nhớ ơn John McCain. John McCain đã ở tù
5 năm rưỡi trời ở nhà tù Hỏa Lò. Nhưng mà sau khi ra khỏi nhà tù rồi, John McCain trở về đây, Hoa Kỳ. John McCain không có nuôi hận thù. Nhưng mà ông Chastain lại là một người anh hùng, lại nghĩ tới rằng là ông có thể tội lỗi. Ta đã từng bỏ bom lên Việt Nam, bây giờ ta muốn là đền lại cái tội đó. Ta vận động để cho những anh em HO được qua bên này. Tại sao quý vị không bắt chước tinh thần của John McCain để là tái lập một cái hòa bình cho đất nước Việt Nam? Thưa chị cho mình nói thêm cái chuyện, mình finish cái chuyện quan thuộc Phượng Nguyễn. Với tôi thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Đúng rồi. Mình so với lại ba cái dân tộc bên cạnh mình, Cao Mên với Đại Hàng, cùng đi qua bên Mỹ cùng một lượt với mình. Mình được tiếp xúc với ba dạng người đó. Rồi sau đó là bao nhiêu dạng người di cư khác đến nước Mỹ. Từ Nga Xô, từ Iraq, Iran ở dưới San Diego mình. Mà thật đó, mỗi lần họ đến đây ở dưới tình trạng khác nhau. Đặc biệt là ông Campuchia với ông Lào. Không bao giờ ông nói về Campuchia với Lào mà ông thù hận những câu Việt Nam, mà những cái đài, đài phát thanh ngoài này, những báo chí ngoài này. Tôi biết cái điều đó cha, tại vì mình sinh hoạt đúng chứ vậy. Tôi không thấy ông Lào, ông Campuchia nào mà ông cư xử với Việt Nam cố hương của người ta như là những cái đài SBTN, những đài này, đài kia, đài tiếng nước tôi, đại khái vậy. Tôi không thấy. Tại vì họ nói mình hiểu họ là khi họ nói về cái cố quốc của họ, họ rất là dịu dàng, họ thương mến này. Mình hiểu. Người ta chỉ có cái đài của bà Phụng đấy là thì, có cái lời chỉ này. Còn một cái câu đó thôi, chỉ còn mỗi cái ai này từ hồi đó tới giờ một câu nói đàng hoàng. Để ăn xong lâu mấy mình bao nhiêu lâu năm nay mới được ngồi đây xả hơi không chị. Tôi xin lỗi, tôi nói lâu quá. Không sao, anh Phượng nói như vậy thì nó thông, nó dễ dàng thôi, chứ không có gì. Không, như vậy để coi là mình muốn đem một cái bài học cho những kẻ chống cộng cực đoan như Michael Phương Nguyễn, hay là Phan Đình Nhơn, hay là Trần Thanh Điền và một số người nữa. Hãy noi gương của John McCain đi và để tạo một thanh bình cho đất nước. Đó là cái mà chúng tôi mong mỏi. Cái một điều mình nhìn hai cái phương trời, một phương trường ở Hoa Kỳ, cái đám chống cộng cực đoan ở bên Hoa Kỳ này, họ làm gì ở cái nước Mỹ này, và họ đã làm được gì cho cái nước Việt Nam này, trong khi cộng sản ở Việt Nam nó đã cai trị và nó đã phát triển, nó đem đất nước lên ở tất cả các mọi miền đất nước. Bây giờ họ đã đem đến cái sự an bình, no ấm, mưu sinh, hòa bình cho nước Việt Nam, dân chúng hưởng cái hạnh phúc, và họ đã có cuộc sống an nhàn, tốt đẹp, đời sống nó bắt đầu nảy nở, những cái văn hóa, những cái kinh tế tốt đẹp, nó tạo ra cái nước Việt Nam bây giờ nó trù phú hơn, nó có nhiều cái, tôi thấy những đứa trẻ ở ngoài, trong Nam cũng như ở ngoài Bắc, bạn cứ nhìn vào cái răng của những đứa bé đó, bạn sẽ thấy là cái răng nó trắng bóc, chứng tỏ là nó có một nền kinh tế, y tế nó rất là tốt đẹp. Họ đã làm được những cái chuyện như vậy. Bạn thử nghĩ xem, khi mà chúng ta sống ở miền Nam Việt Nam trước thời năm 75, chúng ta có được như vậy không? Chắc không có. Mà đời sống bây giờ ở bên Việt Nam, họ đã phát triển, tiến triển mỗi ngày. Họ tạo nên những cái cơ hội để làm tốt đẹp cho nước Việt Nam. Trong khi những người Việt Kiều ở Hoa Kỳ, họ đi biểu tình, họ chống phá, tôi cũng chẳng hiểu họ nó giúp ích gì cho cái nước Việt Nam này mà họ đi biểu tình chống phá. Đáng nhẽ họ phải cảm ơn nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bảo vệ, đã giữ an ninh và tạo được cái sự kinh tế tốt đẹp cho người dân an lành, kiếm sống hạnh phúc và tiến triển phát triển. Bạn cứ nhìn vào những cuộc thi Olympic về khoa học, về toán học, người Việt Nam đứng hàng đầu. Nếu Việt Nam mà không giỏi, nền giáo dục nó không giúp những đứa trẻ nó không học hành tiến tới, làm sao mà nó thắng được những cái giải Olympic như vậy? Mà mỗi lần mấy anh ở bên Hoa Kỳ ở cũng một đời sống sung sướng như vậy, con em của các anh có được thắng cái giải Olympic không? Các anh chưa thắng thì người ta làm được, thì các anh phải chấp nhận là đó là đúng. Chứ các anh có thể nào ngồi đây cái quạt mõm anh chống cộng, người ta đang xây dựng đất nước thì anh ở bên này anh nói là đả phá, đả đảo cộng sản. Họ đã có công dựng nước, các anh ở bên Mỹ chẳng có dựng nước gì hết, các anh ở bên Mỹ chỉ có phá thối thôi.
anh phải phải nói tên Đàm Minh Quân thì tôi anh lúc là phát hối không chấp nhận được. Không, Đàm Minh Quân cũng không làm thủ tướng mà diễn mà lão mà lên. Không ai bầu ông lên hết, tôi đâu có bầu ông lên, ông kêu ông làm thủ tướng. Rồi ông cho mấy ông lính đi tới đi lui đứng biểu tình thì làm nó bẩn mắt tôi. Mỗi lần tôi đi về phố Bô Sa tôi đi chợ làm bẩn mắt tôi. Đó là một cái khôi hài. Mấy anh nên dẹp một chỗ khác đi để con cháu với anh đi học thoải mái. Bớt xấu hổ. Trong tương lai con cái anh nó có giỏi thì nó mới về nó tương tác với bên Việt Nam thì được. Còn mấy anh mà cứ tiếp tục như vậy thì con cái các anh nó hoàn toàn nó bị mỹ hóa. Nó sẽ không có một cái cơ sở gì để nó về Việt Nam để nó làm những cái gì như người dân Việt Nam đang làm. Nếu họ muốn giúp ích nước Việt Nam thì họ phải có sự thay đổi, phải thông cảm cái đời sống của người dân Việt Nam ở tại Việt Nam. Thì lúc đó họ mới hiểu cái sự cố gắng của nhà nước Việt Nam để đem nước Việt Nam đến ngày hôm nay. Chứ bạn đừng có nhìn cái mơ hồ ở cái nước xã hội nước Mỹ này và nghĩ cái đó là của bạn, không có đâu. Cái đó là của người ta, cái phải của bạn. Cái đó là bạn phải hiểu. Khi mà nhà nước Việt Nam đã tạo được một nền giáo dục tốt, con em Việt Nam đã thắng những giải Olympic thi đua với thế giới, chứng tỏ nước Việt Nam đã tiến triển rất là tốt đẹp. Bạn phải có một cái nhìn trung thực, phải ca ngợi những đứa bé, những con em trẻ Việt Nam nó thắng giải như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy một cái tờ báo nào ở bên Mỹ này, media nào nước Mỹ này, FTPN nước Mỹ này, ông Hoàng Minh Quân này tuyên bố là Việt Nam có những thanh niên trẻ con cháu của mình nó đạt được Olympic để ca ngợi nó cả. Bà chỉ thấy mấy ông quay mặt về những đứa trẻ nó đã làm nước Việt Nam có danh hào hùng, đã thắng giải, đã được giải vàng, giải đồng, giải bạc trong những chương trình khoa học, toán học ở thế giới. Mà tôi thấy cái đó là một cái nhục nhã khi mà chúng ta quay mặt lại về quê hương của chúng ta. Cái đó các anh hổ thẹn, quay mặt đi. Các anh có những cái ngày lễ Việt Nam Quốc Khánh, các anh quay mặt, các anh không dám nhìn nhận. Đây, phương trời xa, miền Nam, ở phương Đông, nước Việt Nam đang ngạo nghễ ở phương trời đó. Mà các anh quay mặt. Những cái ngày lễ đó là mấy anh quay mặt, không một cái đài TV nào dám nhắc tới cái đó. Ngay cả những cái chiến công U23 đá banh chiến thắng, không một đài nào, FTVN, đài TV, radio nào, báo nào mà dám đăng cái hình ảnh chiến thắng của những đứa trẻ Việt Nam thắng cái trận đá banh. Tại vì áo